Đoàn công tác của Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp do Tiến sĩ Nguyễn Minh Khuê, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về phòng chống mua bán người tại huyện Cờ Đỏ. Trong các năm 2016-2017, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ có 11 nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, gồm 8 nạn nhân bán thận và 3 nạn nhân bị dụ dỗ lôi kéo bán thận. Từ năm 2018 tới 2021, huyện không xảy ra trường hợp mua bán người. Đoàn công tác của Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp yêu cầu trong thời gian tới, huyện Cờ Đỏ cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân về luật phòng chống mua bán người và các văn bản có liên quan. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, không để bị kẻ xấu lợi dụng lừa bán ra nước ngoài, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tái hòa nhập cộng đồng. Cùng thời gian này, đoàn cũng đã đến khảo sát thực trạng thi hành pháp luật về phòng chống mua bán người tại xã Thành Phú.